Mì cật Trương Định giá 70 cành, nhưng nhất định bạn phải thử một lần trong đời. Hai, xin chào mọi người, với Sách Sài Gòn đây. Người thuộc team không ăn nội tạng thì bỏ qua video này nha. Còn lại thì xem tiếp video thôi, vì chắc chắn sẽ làm mọi người chảy nước miếng đó. Vì vừa ngon vừa chất lượng nữa. Sợi mì ở đây rất là lạ nha, nó rất là to, giống như là mì trứng sa lớn vậy đó. Ăn vô nó béo béo, do là mì tươi, làm thủ công nên là có trụng nhiều thì vẫn giữ được độ dai nè. Hôm nay mình không ăn mì mà ăn sợi hủ tiếu mềm để nó lạ lạ hơn, review cho mọi người. Hủ tiếu cật á, thì ngoài cật ra còn có thịt bằm với hẹ nữa. Mọi người nhìn nè, miếng cật nào miếng cật nấy, tao nói nó bự chà bá luôn, ăn vào mềm mọng nước lắm. Miếng cật này nó to quá to, không vừa với chén nước tương của mình luôn nè. Đặc biệt là cật ở đây á, không có bị hôi đâu, chế biến rất là sạch sẽ. Sợi hủ tiếu mềm mình thấy nó giống như sợi phở vậy, bánh mỏng nên là thấm gia vị, ăn rất là ngon. Tới đây nhất định mọi người phải gọi chén tóp mỡ miễn phí này nha. Tóp mỡ vàng óng ánh, dần rụm béo ngậy. Với một đứa thích ăn chua cay như mình thì món nào cũng phải thêm một lát chanh nè, một ít sa tế nữa thì ăn mới hết sảy nha. Ngoài món nước thì ở đây có mì khô nè, hay là bún gạo khô đều ngon như nhau nha. Nếu mà ai ăn khô thì sẽ có thêm một chén nước súp riêng như vậy nè. Ai không ăn được hành hẹ thì nhắc nhân viên nha, vì mình cũng thấy hơi nhiều đó, gấp ra cũng hơi mệt đó nha. Quán nằm ở 62 Trương Định, quận 1. Quán bán từ 6 giờ đến 12 giờ trưa, lúc nào cũng đông nhưng mà chờ không có lâu đâu, vì chú bán ở đây làm nhanh lắm. Quán bán hơn 60 năm rồi, nhiều người nói là trước đây chỉ có mười mấy ngàn thôi đó. Nếu là tín đồ của hủ tiếu mì thì hãy một lần thử đến để kiểm chứng hương vị món ăn tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video này, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Quán Sách Sài Gòn. Xin chào.